Xin chào tất cả mọi người cùng tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhá. Hôm nay bên em lại trân trọng giới thiệu tất cả các bác cùng tất cả anh em về cái lô máy mới nhá. Thì bên em về một lô máy mới này, thì lúc nào bên em cũng có hàng riêng máy mới. Thì anh em nào có nhu cầu muốn đặt hàng và xem đến video như này thì anh em muốn đặt hàng thì alo trực tiếp cho em hai số điện thoại nhá. 0364011683 và 0983198883. Bên em lúc nào cũng có Zalo. Anh em xem cho vui, anh em cho kênh một nút like, một nút đăng ký kênh. Sau anh em mua, cần anh em lại điện cho bên em nhá. Thì là em là Quyết, em Bắc Giang nhá. Anh em là có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em. Đấy, còn hôm nay bên em giới thiệu mấy con máy nó cũng hơi dài một chút. Thì anh em vừa xem, vừa cảm thấy phù hợp với công việc của mình hoặc là lắp lên xe của mình thì anh em có thể mua nhá. Rồi đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu các bác một con Lifan. Đấy, con này Lifan, hàng côn tay để gầm. Con này thì bên em có Charlie nhá. Có con Charlie với con Lifan này. Thì anh em lắp cho con Long Jin, quên mất. Hàng Long Jin với hàng Lifan nhá, bên em đều có. Và cái dòng này thì anh em lắp cho con Win Indo cũng được này. Win Indo không có đề nhá, thì anh em lắp trên này. Và con này hơi của nó là hơi 125. Thì con này là bên em có đề, thì anh em lắp thích có đề không có đề được. Có đề không có đề nó không quan trọng, anh em chỉ cần bỏ cái đề ra được, không đề nữa là được thôi. Đấy. Con này là hơi 125 nhá. Con này anh em lắp cho tích hợp cho tất cả các dòng Honda, Wayzim, Cookwin. Đấy, Wayzim, Cookwin nha, Charlie. Anh em lắp thường thường là em hay bán cho các bác hay chạy tour đường dài, anh em chạy lắp con 67 nhá. Đấy, anh em lắp 67 mà con nào độ đẹp đẹp anh em lắp con này tuyệt vời luôn, chạy tour từng đường dài cực VIP luôn. Đây là hàng Lifan chính hãng, Lifan 125cc. Côn tay đè gầm, số vào bênh nhá, số 1234 và số cặp kênh như này nhá. Đấy, anh em nào đã chạy rồi anh em cảm nhận anh em biết nhá. Hàng này hàng mới 100% nhá. Giá bán bên em giá bán là 5.400.000 đồng bao ship tận nhà cho tất cả anh em, là theo cần đạp quần số chế hoa khí. Đấy, hàng mới nhá, hàng bên em có sẵn hàng nhá, các bác mua chỉ cần đặt là có, đặt là có nhá các bác nhá. Đấy, anh em mua hàng thì alo cho bên em và anh em xem chơi cho nó vui, để biết những cái dòng máy như thế này thì anh em xem chơi để tích lũy kinh nghiệm cho mình. Đằng nào anh em thì anh em cho kênh một nút like và đăng ký kênh nhá. Rồi tiếp theo con thứ hai. Đấy, cái dòng này thì bên em bán chạy nhất này. Đấy, chạy nhất mà bên em bán cũng tương đối cũng phải được 5-700 máy rồi. Thì từ lúc bán rồi em bán là tầm được 700 máy rồi nhá. Con này là giới thiệu với các bác là một con máy 67, form máy 67 nhá, hàng Đài Loan này. Đấy, có chữ tai gia. Đấy. Đấy, hàng này là bên em nhập trực tiếp từ Đài Loan nhá, máy 67. Cái form máy của nó thì anh em lắp vừa máy 67 luôn anh em nhá. Lắp vừa 67, đầu bò nhỏ tay biên lớn này, hơi 125 hơi to nhá. Đấy. Và anh em nào thích hơi 70 bên em có hơi 70 nhá. Cái form bên này thì nó giống hệt con máy 67 rồi. Nó chả khác cái gì cả. Đấy, anh em lắp như nào thì chuẩn chỉ như vậy luôn. Đấy, có mỗi cái mang cá này, cái mang cá nó không đóng hãng nhá. Nếu các bác về các bác có cái mang cá của mình ý, anh em thay cái mang cá Honda của mình sang là ok thôi. Đấy, lắp mang cá sang là ok. Còn cái này thì nó hàng nó cũng thay thế nên là nó cũng không đóng chữ nhá. Đây. Con lửa của nó đây. Đấy, hàng mới 100% nhá các bác nhá. Giá chào bán con này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhá, vì đôi khi em báo giá đây thì cái video đó nó còn mãi về sau. Nên là năm nay nó có thể lên mà năm sau bên em nhập nó có thể xuống nên em không báo giá được. Nếu các bác mua, các bác điện trực tiếp cho bên em và bán cho tôi con máy 67 không đề giá bây giờ là bao nhiêu tiền thì các bác cứ điện bớt chút thời gian, anh em bớt chút thời gian anh em nhấc máy anh em gọi trực tiếp cho bên em nhá, thì là bên em sẽ báo giá chuẩn nhất. Tại vì con này nó cũng lâu lâu em lại quay, lâu lâu quay lên là giá có thể nó có bất ổn một chút, nó lên xuống một vài trăm không đáng kể bao nhiêu. Đấy, thì các bác cứ liên hệ nhá. Máy mới thì bảo hành cho các bác 6 tháng, nhận hàng các bác cọc trước cho em vài trăm, nhận hàng bác thanh toán lốt nhá. Máy mới 100% cực đẹp long lanh, hàng đập hộp nhá, hơi 125 này. Đấy, đầu bò nhỏ tay biên lớn. Đấy, côn kia chạy cực bốc luôn, anh em chạy tour đường dài cực ngon. Tiếp theo con thứ ba. Đấy. Dành cho bác nào là xe cúp nhá. Đây. Dành cho xe cúp nha các bác nha. Super cúp 125cc. Anh em lắp cúp con 82 này, 81 này, hoặc là anh em lắp Charlie được hết nhá. Thì con 82 thì nó đề trên, 82 đề trên, nhưng mà anh em thích lắp đề dưới cũng được, mà nó lắp form máy cũng được. Bên em máy đầy đủ hết nhưng toàn máy mới thôi.
Thì những hàng này không cũ nha các bác nhá. Cũ thì giá thành nó cao, cũ là con máy zin đẹp bây giờ nó vỡ 7-8 triệu rồi. Đấy, con này là hàng Đài Loan nha, máy Super Cup đề gầm. Hoặc là anh em lắp con Charlie đề gầm nhá, Charlie đề gầm 125. Đấy, anh em lắp về chạy chơi cực kỳ ngon. Hơi 125 nhá. Đầu bò nhỏ tay biên lớn. Đấy, anh em nhu cầu mua thì cái form máy giống hệt đi, chưa một vết xước nha, hàng mới 100%. Cái này giá bán thì các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhé. Đấy, em quay chi tiết hàng mới thì không có cái gì cả. Bây giờ ý là các bác mua nó sẽ kèm theo cần khởi động này, cần số này, cần đạp, cần số mang cá này, và một bộ chế hòa khí ở trong miền Nam gọi là bình xăng con nha các bác nhé. Bình xăng con và co xăng. Đấy, anh em lưu ý nhé, anh em mua được thì là nó có như vậy thôi. Rồi, tiếp theo con thứ tư ngày hôm nay. Đây, con thứ tư nhá. Con này thì cái này thì bên em có hàng 125 và một hàng 49. Hàng hơi 50 nhá. Đấy, con này thì báo với các bác là nếu mà anh các bác nào già đứng tuổi rồi mà thật sự là nó cũng lười đạp thì các bác lắp thêm quả đè này. Đấy, đây nó có đè nhá. Lắp thêm đè. Hoặc là anh em lười, anh em không muốn đạp thì anh em có thể lắp sang con đè như này nhá. Thì form máy nó cũng như vậy thôi. Đấy, mang cá cần đạp cần số, mang cá chế hòa khí đầy đủ hết. Con này thì có hơi 150 hơi 125. Thì anh em muốn mua con nào thì anh em cứ điện trực tiếp, của con này thì nó lỏi bên em nhập nhầm nên là có con hơi 50. Giá tiền thì nó vẫn vậy thôi nhưng mà nó hơi 50 các bác nhá. Đấy. Nên là các bác mua thì có nhu cầu mua thì anh em cứ ở là con 67 có đề hơi 50 là bên em khắc báo giá cho các bác nhá. Đấy, máy mới 100% toàn bộ. Đấy, anh em mua thì alo cho bên em nhá. Rồi, tiếp theo một chút nữa, nó ngoài lề cái máy mới, bên em có còn một con máy DREM. Đấy, DREM này. Con này Honda nhá, nhãn hiệu Honda, sản xuất tại Trung Quốc. Con này thì anh em lắp vào con 82 nhá. Lắp máy con 82, con có đề nhá, lắp cái là vừa luôn. Con này máy 100, máy zin toàn bộ. Con này đời năm sản xuất sẽ là 2015. Con 2015 anh em cốt máy gần như là chưa chạy nhá. Đó là hàng sản xuất tại Trung Quốc, máy mới, máy zin đẹp 100% nhá. Anh em mua là hàng chính hãng, chuẩn chỉ 100% chính hãng. Đấy là tất là tật nó như con DREM sản xuất tại Vĩnh Phúc nha các bác nhá. Con này giờ em đang chào bán cho các bác là 3.700.000 đồng theo cần đạp, con số, chế hòa khí. Em quay con này thì quay chi tiết nhá. Côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ. Đấy, đầu bò zin này. Đấy, đầu bò zin nhá. Tất cả con những cái ốc đầu bò đều zin hết, chuẩn chỉ 100% là zin hết. Nó có đầu bò ống hơi để giống con đầu bò Thái nhá. Đấy, nên là các bác cảm thấy ok thì mua được con này. Con này gần như mới, máy lủ êm không có khói nhá. Máy lủ cực êm, anh em lắp uy zin cúc win hoặc là lắp con DREM Thái hơi gang nhá. Đều được hết nha các bác nhá. Zin Thái hơi gang, đấy, đều là ngon hết. Rồi, thì anh em có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em nhá. Rồi, thân ái chào tất cả các bác cùng tất cả anh em trên toàn quốc nhá.